Hello everybody, xin chào mọi người, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ nấu gà với pate. Ở đây mình có gà nè, và ở đây mình có pate. Pate 200g. In here I have chicken and pate. This is pate. Yeah, ở đây mình có cà rốt, khoai tây, củ hành. Mình đã gọt vỏ và rửa sạch. Dạ, ở đây mình có nước dừa nha. Nước dừa để nấu với gà cho nó ngọt nước. Yeah, in here I have coconut. Yeah, water coconut. And carrot, potato and onion. Carrot, potato, onion, I take off the skin and washing to clean like this. Dạ, ở đây mình có nấm rơm. Mình có miếng nấm bỏ vô mình nấu luôn. In here I have mushroom because in my fridge I have a little bit mushroom, so I put cook together. Yeah. Dạ, yeah, mình có ớt, tỏi, hành tím, chili, garlic and purple onion. And here Korean đã. Đây là ngò lá. Và bây giờ mình ướp gà nhé. Cho một muỗng muối, một muỗng nước mắm. Bột nêm nấm hương, một muỗng đường, một muỗng màu điều đỏ. Bột màu điều đỏ nó bán sẵn trong siêu thị á nha. Bỏ vô cho nó có màu đỏ đỏ cho nó đẹp. Mình về mình khỏi thắng màu điều nó văng dầu mỡ. Dạ, một muỗng tiêu, mỗi thứ một ít. Dạ, bây giờ tôi cầm hành tỏi bỏ vô ướp gà nhé. Hãy chấp 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 chấp. Dạ, chấp purple and onion and put in chicken. Là tiếp mình bằng hành tím và bỏ vô gà nhé. Bỏ vô đây ăn hành tỏi ớt nhiều vô để có sức đề kháng chống lại virus. Yeah. Bạn nào thích ăn cay thì bằng ớt bỏ vô luôn nhé. Cay lắm đây. Dạ, yeah. Một muỗng nước tương nhé. Rồi bây giờ mình trộn đều lên và để gà nghỉ trong vòng 15 phút. Mix well. I put in the kitchen chicken. I put in the chicken one spoon salt, one spoon fish salt, one spoon another red powder, one spoon pepper, one spoon sugar, and one spoon soy sauce, and purple onion and chili. Yeah, mix well. Yeah, has smell good. Bây giờ gà có mùi rất thơm. Để nghỉ trong vòng 15 phút nha. Dạ, pate mình cắt ra rồi mình bỏ ra dĩa như thế này nhé.
ngon quá. This is pate. Bây giờ mình đi nấu nha. Let's cook. Mình bỏ cho trong cái nồi một ít dầu ăn ha. Và đây là hành tím mình đã tâm dĩa. Bỏ vô cho hành tím nó thơm lên. Smell good. Rồi tiếp đến mình bỏ pate vô đó. Bây giờ phần công đoạn cuối cùng nè. Chưa cuối cùng, mình cho gà vô nha. Xèo. Mình phải đảo đều dưới pate luôn. Nấu đều chung dưới pate cho pate nó thấm vô gà. Yeah. First, I put pate in and put chicken cook with pate together. Mùi rất là thơm nha. Mình đảo thịt cho nó săn lại rồi mình bỏ cái nước dừa hồi nãy mình giới thiệu á vô nhé. Bây giờ mình bỏ nước dừa vô, mình nấu cho gà nó mềm. Đây. Nước dừa. Smell good and nice color, mix well. Một lát nấu xong rồi cái nước này nó béo lắm nè, ngon lắm á. Mình đổ hết nước dừa vô trong gà. Và yeah, I put 1 lít quarter coconut in the chicken and cover và đậy nắp lại nha. Trong khi đậy nắp chờ gà nó chín thì mình làm cà rốt mình bỏ vô mình nấu luôn. Nấu gà nó nhanh mềm lắm, khoảng chừng 15-20 phút là gà nó mềm à. Tại vì gà mình nấu là gà công nghiệp không phải gà ta cho nên nó nhanh mềm lắm. Bây giờ mình làm cà rốt và bỏ vô. Make flour from carrot. Làm hoa từ cà rốt. Và khoai tây mình cũng vậy nha. Khoai tây mình cũng vậy. Thay vì mình cắt làm đôi thì mình làm bông hoa luôn. Đi đường zigzag xung quanh cái củ cà rốt nè. Và xung quanh cái củ khoai tây nè. Rồi mình làm tiếp tục cho đến hết thôi nha. Đây, mình đã làm xong hết rồi. Đây là hoa hành tây. Đây là hoa cà rốt. Và đây là hoa khoai tây. Bây giờ mình bỏ chung vô gà nha. Now, we check. Chicken boiling. Đây, mình bỏ vô, mình nấu luôn cho nó mềm. Gà nó nhanh mềm lắm. I put potato and carrot inside, cook together. Cook around 20 minutes because chicken very quick short. Very quick shot. And I put mushroom together.
Dạ tôi bỏ nấm vô luôn nha. Nấu gà này chừng 20 phút rồi là xong rồi, tại vì gà nó nhanh mềm lắm. Bây giờ cái nồi của mình nó đặt quẹo luôn. Nó đặt quẹo luôn, lát nữa ăn đã đời luôn. Cái này ăn với bánh mì hoặc với bún cũng ngon nha. Hấp dẫn chưa, đẹp chưa? Nhưng mà mình phải nêm lại. Ngọt thôi, chứ không thấy nó mặn ở đâu hết. Bây giờ mình cần nêm thêm miếng muối nữa. Mình bỏ miếng muối với miếng nước mắm vô nữa là ok. Rồi, chờ nấu cho đến chín nha. Nêm lếm lại coi. Nêm lại rồi đậy nắp lại, chờ cho nó chín. Sẽ tắt bếp, múc ra tô. Ngon quá, delicious. Nào mình kiểm tra nha. Smell good. Thơm quá đi. Bây giờ mình tắt bếp đi. Dạ, múc ra tô. Múc ra tô nha. Hấp dẫn chưa? Ngon quá. Khoai tây, cà rốt nữa. Đấy. Có nấm, có thịt, có cà rốt, có khoai tây, đủ thứ luôn. Bây giờ mình cho miếng ngò lên trên mặt nè. Dạ mình trang trí cái ớt lên cộng với cộng ngò lên cho nên đẹp mắt. Very beautiful. Rất ngọt xung quanh cho nó đẹp. Rồi bây giờ mình ăn được rồi, giờ mình bỏ miếng tiêu lên nữa là ok. Look at it. Đây là món gà pate, gà nấu pate. Gà nóng quá à, cái tô này nó nóng quá à. Đẹp mắt chưa? Cái nước này chấm với bánh mì, chấm với bánh mì ăn rất là ngon và béo. Đây là món ăn gà nấu pate ăn với bánh mì nha. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ an lành.